Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn người kế vị. Bài viết với tựa đề một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự của Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đăng trên truyền thông Việt Nam vào hôm 26 tháng 4 đã gây ra sự chú ý. Công tác con người được nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh sau 3 ngày ông phát biểu tại hội nghị cán bộ cấp cao toàn quốc vào hôm 23 tháng 4 và Ban Bí thư vừa chỉ đạo cho tiến hành trở lại Đại hội Đảng bộ cơ sở sau hơn 3 tuần phải tạm dừng để tập trung kiểm soát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, trong lần phát biểu tại hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng vào hôm 23 tháng 4 vừa qua. Trong bài viết, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đội ngũ cán bộ của ta hiện nay đông nhưng chưa thật mạnh. Tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ vẫn xảy ra ở nhiều nơi và thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý trong đó có cả cán bộ cấp cao, thiếu gương mẫu, uy tín thấp, phẩm chất, năng lực và rất nhiều vấn đề khác vướng vào tham nhũng hoặc lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích sơ hở trong cơ chế, chính sách, luật pháp và cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn lớn tài sản của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng và bị xử lý kỷ luật đảng và xử lý theo các hình thức khác của pháp luật. Thông báo cũng cho biết, chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ khóa 12 cho đến nay, Ban chấp hành của Trung ương, tức là của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phải thi hành kỷ luật gần 100 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý. Một số cán bộ bị xử lý hình sự, Tổng Bí thư đã viết như vậy. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội, làm việc gì, giữ chức vụ gì cũng chỉ tính đến lợi ích, quyền lợi và bổng lộc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nhất, quên cả thanh liêm và danh dự. Ông Trọng cũng đề cập tới thời điểm chuyển giao thế hệ cũ và mới với lớp được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước, có thể thể chế chính trị khác nhau. Và nhà lãnh đạo Việt Nam cũng nhấn mạnh về điều mà ông gọi là những biểu hiện đáng lo ngại về tình hình tư tưởng trong đảng và tâm trạng trong nhân dân. Theo đó, tham nhũng tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức mới chỉ là bước đầu được ngăn chặn để lùi mà thôi. Và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra hiện tượng về những cán bộ có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất. Đây là hình ảnh hội nghị cán bộ toàn quốc của đảng vào hôm 23 tháng 4. Thông báo cho biết đảng ta sắp tới dự định lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là cán bộ chủ chốt. Thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn và lịch sử giao phó? Câu hỏi được đặt ra. Và ông Trọng đã hỏi để nhập dẫn vào các tiêu chí giới thiệu và lựa chọn nhân sự mà ông nói là rõ ràng và vô cùng quan trọng, nhưng cũng hết sức phức tạp, khó khăn và nặng nề. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13, theo ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người phải vừa có đức vừa có tài, trong đó đức là gốc. Và ông mượn câu thơ trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du nói rằng chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài để nói về điều này. Trong khi ông Trọng nhấn mạnh về kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, thì ông cũng không muốn để lọt vào Ban chấp hành Trung ương khóa 13 những người có một trong các khuyết điểm. Chữ tham nhũng và chữ lợi ích nhóm được ông đề cập tới nhiều trong bài viết và ông Tổng Bí thư cảnh báo về thành phần cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt chẳng hạn. Và ông Trọng mô tả về các đối tượng kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác nhau mà không giải trình rõ ràng được nguồn gốc. Và bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính là thành phần không thể để lọt vào Ban chấp hành Trung ương. Và ông Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự của Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng để những người đó, tức là những người không đủ tiêu chuẩn lọt được vào vị trí lãnh đạo là tai họa cho đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn. Theo ông, nhân sự của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự lãnh đạo chủ chốt cần làm sau khi nhân sự của Ban chấp hành Trung ương và ông cảnh báo như sau. Chống có biểu hiện, hiện tượng tiêu cực chính ngay trong cán bộ có trách nhiệm. Các đại biểu, đại hội và các thành viên của tiểu ban, đó là tiểu ban nhân sự Đại hội 13 và tổ chức giúp việc của tiểu ban này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nói về nguyên tắc lãnh đạo tập thể và lãnh tụ tập thể. Ông cũng nói rằng tránh tình trạng cua cậy càng, cá cậy vây, tự cao tự đại, coi thường người khác, không phối hợp hợp tác tốt.
Mục đích của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương mạnh, một bộ chính trị mạnh, một ban bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ như vậy trong kết luận của mình. Và trước tình hình đại dịch cúm Vũ Hán đang diễn biến rất phức tạp, nhằm tập trung mọi nguồn lực vào việc kiểm soát dịch bệnh và tránh tập trung đông người, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chỉ thị tạm hoãn đại hội cấp cơ sở. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư vào hôm 27 tháng 3 vừa qua được báo chí trong nước đưa tin với phát biểu như sau: phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã là xu thế tất yếu. Chỉ thị của ông Vượng khiến công luận rất xôn xao, vì với đa phần người dân Việt Nam, ba chữ hợp tác xã đã thành nỗi ám ảnh về một thời cả nước đều khốn đốn ở bên bờ vực của thiếu đói. Giới quan sát trong nước đưa ra bình luận về việc liệu tập trung và chống dịch có thể ảnh hưởng gì tới cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong nội bộ của Đảng Cộng sản và chính quyền. Ông Nguyễn Hữu Vinh, một nhà hoạt động, cũng nói như sau: rõ ràng không khí nói chung toàn xã hội trong mấy tháng nay tập trung rất nhiều vào việc chống dịch bệnh. Theo dõi báo chí, nội dung chống dịch chiếm phần lớn các trang báo. Từ tháng 3, Tòa án tối cao cũng đã có chỉ thị gửi tòa án toàn quốc tạm ngừng xét xử các vụ án đang trong thời gian giải quyết. Tiếp đó lại có chỉ thị ngừng tiếp đến ngày 15 tháng 4. Ví dụ như trong cuộc họp thứ 17 tháng 1 năm 2020 có đặt ra mục tiêu năm 2020 kết thúc điều tra 21 vụ án, truy tố 23 vụ án. Bên cạnh đó là 5 nhiệm vụ trọng tâm khác nữa khó mà thực hiện được tốt vì dịch viêm phổi Vũ Hán đã diễn ra. Và một khi không đạt được thành tích đã đặt ra trước kỳ đại hội 13 thì không khó có thể nhận thấy tác động của nó tới những khâu quan trọng nhất của đại hội sẽ tới đâu. Trong đó có các vấn đề về nhân sự. Tạm hình dung như vụ Thủ Thiêm, nếu không làm kịp tương đối triệt để trước đại hội thì không khéo có những vụ dính chàm nặng, chưa bị phanh phui mà vẫn bước chân vào trung ương để rồi có thời gian ngắn sau đó lại ra tòa và vào tù. Blog Nguyễn Hữu Vinh đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Và bình luận về tính độc lập của hệ thống tư pháp Việt Nam liên quan đến công cuộc đốt lò chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, luật sư Lê Công Định đã nói như sau: thật ra hệ thống tòa án Việt Nam từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền cho đến nay chưa bao giờ độc lập trong xét xử. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vũ trong thương vụ mua bán cổ phần công ty AVG đã mưu đồ chiếm đoạt 7.000 tỷ đồng và hối lộ ông Nguyễn Bắc Son 3 triệu đô la, Lê Nam Trà 2,5 triệu đô la, Cao Duy Hải 500.000 đô la và Trương Minh Tuấn 200.000 đô la. Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án chỉ có 3 năm tù, khiến nhiều người nhận định đây là một trò hề của quyền lực tư pháp ở Việt Nam. Và lý luận về nhà nước pháp quyền mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra từ khi các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa chuyển đổi sang dân chủ cũng không thừa nhận quan niệm tam quyền phân lập. Và xưa nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tập trung mọi quyền lực vào nhà nước trong tay, can thiệp vào mọi hoạt động của bộ máy nhà nước, kể cả chức năng tư pháp. Và tiền lệ xấu đó thực ra đã trở thành tập quán, bất biến từ lâu, chứ không phải chỉ mới từ hai nhiệm kỳ đại hội đảng gần đây. Vì vậy, các chỉ đạo của ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam về đốt lò chẳng qua đều được thực hiện theo tập quán vốn dĩ trong lề lối cai trị đó của họ mà thôi. Ông Nguyễn Hữu Vinh nói tiếp như sau: trước hết phải nói đến câu ngạn ngữ thời nay rằng án bỏ túi, nó cứ đeo đẳng dai rằng hệ thống tư pháp của Việt Nam mà hiếm khi nào được báo chí nhà nước đem ra mổ xẻ xem sao. Cụ thể hơn là khi thực hiện một vụ án, cuối cùng là xét xử thì các cơ quan tư pháp phải được quán triệt là làm sao hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho uy tín của Đảng, sự ổn định của tư tưởng của nhân dân. Bắt bỏ tù một ông bộ trưởng chắc là nhân dân hoan hô, nhưng nếu không dừng ở đó để ông ta khai ra mấy ông nữa, ông to hơn nữa hoặc rõ là ông ta phạm tội phải đến mức tử hình thì nó lại gây ra nguy hiểm cho chế độ, dứt dây động rừng hay làm nửa vời. Còn trong mấy năm nay, cuộc chống tham nhũng được đẩy lên, đem lại một số kết quả bằng những vụ án lớn. Như vậy, dễ thấy các cơ quan tư pháp phải cố thực hiện những mục tiêu được đặt ra, phải gồng mình lên trong khi trình độ, nhân lực hạn chế, hệ thống pháp luật còn hỏng, chồng chéo, chính trị nội bộ phức tạp với những mối quan hệ mờ ám, che đậy lẫn nhau. Và thế là rất dễ dẫn đến kết quả là những phiên xử, những bản án thiếu công minh hoặc oan, hoặc để lọt tội. Đây là hình ảnh dư luận gần đây bức xúc việc ông Lưu Văn Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, chống đối, không chấp hành việc đo thân nhiệt và quát tháo nhân viên kiểm tra ở chốt phòng chống dịch cúm Vũ Hán. Ông Lưu Văn Thanh đã bị chỉ kiểm điểm, trong khi một số trường hợp khác tương tự như vậy ở Bắc Ninh đã bị khởi tố hình sự. Và đơn cử mới đây,
ông cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son thừa nhận nhận hối lộ 3 triệu đô la. Báo chí hớn hở, không ít người mừng, cho là một sự kiện lịch sử, thành tích lớn cho cơ quan tư pháp. Nhưng kỳ thực, khoản đưa hoặc nhận hối lộ đó hoàn toàn do hỏi cung mà ra, chứ không phải cơ quan điều tra có được chứng cứ. Và luật sư Lê Công Định cho rằng, khi hô hào chống tham nhũng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kêu gọi sự tham gia của quần chúng nhân dân vào công cuộc chung này, nhưng đó chỉ là lời nói suông mà thôi. Trên thực tế, họ không bao giờ cho phép người dân chống tham nhũng một cách chủ động và luôn nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc chống tham nhũng, mà thực chất là chống tham nhũng theo định hướng và mang màu sắc đấu đá phe phái nội bộ. Blogger Nguyễn Hữu Vinh đã đưa ra ý kiến như sau: từ rất lâu rồi, với vai trò của người dân trong việc đóng góp ý kiến xây dựng đất nước nói chung, chống tham nhũng nói riêng đã không được coi trọng. Những ngôn từ có tính tuyên truyền quá nhiều nhưng trên thực tế thì quá ít. Lý do dễ thấy là Đảng không muốn vạch áo cho người xem lưng, luôn lo sợ không kiểm soát được tình hình một khi trao quyền cho nhân dân giám sát Đảng. Người dân thì nơm nớp lo sợ bị trả thù khi muốn tố cáo hiện tượng tham nhũng do cơ quan có trách nhiệm. Nếu họ muốn thông qua một tổ chức, đoàn thể để an toàn hơn, có sức mạnh hơn thì cũng không thể, vì họ quá biết các tổ chức này cũng chỉ là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản mà thôi. Và cũng đầy những kẻ tham nhũng. Thế là tham nhũng ngày càng lộng hành, uy tín của Đảng với dân đi xuống, nguy cơ tồn vong của chế độ ngày càng lớn. Và bình luận về một số ý kiến nếu yêu cầu phải công khai, dân chủ, đa dạng hóa công cuộc chống tham nhũng, luật sư Lê Công Định nói tiếp: yêu cầu công khai hóa, thậm chí dân chủ hóa công cuộc chống tham nhũng đã được đặt ra từ lâu và ngày càng được xã hội đồng lòng kêu gọi nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ được lắng nghe. Đây là hình ảnh dư luận vô cùng thất vọng khi mới đây ông Lê Thanh Hải chỉ bị cách chức vụ bí thư thành ủy với những sai phạm nghiêm trọng, gây bao nhiêu đau khổ cho đại án tham nhũng ở Thủ Thiêm đến nay chưa được giải quyết. Với nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tập trung dân chủ, nhưng trên thực tế chỉ là tập trung độc đoán và loại trừ dân chủ. Do đó, như tôi đã nói ở trên, công cuộc chống tham nhũng hiện nay được lèo lái theo định hướng có chủ đích và mang màu sắc đấu đá phe phái nội bộ nhiều hơn là một phong trào của toàn xã hội. Và mọi quyết định tối hậu chỉ tập trung vào một người, nên việc tổ chức thực hiện hoàn toàn tùy thuộc vào sức khỏe của vị đó mà thôi. Lâu lâu báo chí nhà nước đăng tải thông tin xử lý người này người nọ vì những khuyết điểm nào đó thì người dân mới biết, còn không thì chẳng ai biết đến việc gì đang xảy ra. Và mọi tiến trình xử lý đều thiếu minh bạch, luật sư Lê Công Định đã đưa ra bình luận như vậy. Blogger Nguyễn Hữu Vinh tiếp tục đưa ra ý kiến: không thể công khai hóa việc chống tham nhũng mà lại không động tới việc phải công khai hóa nhiều vấn đề khác của nhà nước, từ quy hoạch thành phố, đấu thầu dự án cho tới đánh giá cán bộ và nhiều vấn đề khác. Và không thể dân chủ hóa chỉ riêng trong việc chống tham nhũng mà không có dân chủ trong việc đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật, củng cố thanh lọc bộ máy tư pháp, thậm chí là cả đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản. Nên một khi chống tham nhũng theo cách lãnh đạo Đảng đang làm, dân ngồi xem hoặc hoan hô thì kết quả chắc chắn sẽ chẳng bao nhiêu, lại dễ bị nghi ngờ là tận dụng cuộc chống tham nhũng chủ yếu là để giải quyết vấn đề nội bộ. Đảng Cộng sản đã cai trị người dân Việt Nam trên 75 năm nay, nhưng gần một thế kỷ cầm quyền đã trôi qua mà Đảng vẫn đang hết sức lúng túng và ngày càng xa lầy vào các vấn đề quẫn bách vì lý luận, và họ đã áp dụng trở nên quá cổ hủ, đó là chủ nghĩa cộng sản đầy lạc hậu và đau khổ, dẫn đến bị các nhóm thao túng ở trong Đảng và dựa vào các mác để đảng viên để tham nhũng, ăn cắp của công, bóc lột người dân hết sức thậm tệ. Điều đó có thể làm trong lúc này là Đảng Cộng sản cần nên sớm trả lại những quyền căn bản cho người dân cả nước, để họ tự xây dựng một nhà nước pháp quyền, dân chủ và tự do, và có như thế sẽ lựa chọn được người xứng đáng. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020, với bản tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn người kế vị. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de